những người cán bộ khuyến nông của huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã cho biết, chế phẩm vườn sinh thái đã được bà con ở nơi đây sử dụng từ năm 2009 và đã đem lại hiệu quả kinh tế tốt hơn hẳn so với các phương pháp chăm bón thông thường. Việc sử dụng cái chế phẩm sinh học vườn sinh thái đã đưa vào Diễn Châu từ năm 2009. Đến nay thì cũng đã nhiều người sử dụng. Ngay như ở Diễn Xuân đây là một xã chuyên làm rau của huyện Diễn Châu. Đây xã Diễn Xuân cũng đã được mở một lớp sản xuất rau an toàn. Quan điểm của chúng tôi trong cái sản xuất rau an toàn hiện nay là làm sao là làm được cái sản phẩm sạch, vừa bảo vệ sức khỏe của người sản xuất, vừa bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Trong cái sản xuất rau thì chúng tôi cũng khuyến cáo là làm như thế nào hạn chế được sử dụng ít nhất cái thuốc khoa học và sử dụng thuốc trừ sâu bệnh là bằng thuốc sinh học. Và trong cái kích thích sinh trưởng và thì phải những cái chất mà có an toàn với con người sử dụng và hạn chế sử dụng đạm và bón phân cân đối. Thì trong cái sản phẩm vườn sinh thái thì chúng tôi cũng biết là nó là cái sản phẩm an toàn và nó cân đối. Cho nên đi kiểm tra những cái ruộng rau như thế, sạch như thế này, những nơi nào ruộng mà bón quá nhiều đạm, không cân đối thì rau bị bệnh, đặc biệt là bị nấm. Mà còn những cái ruộng mà bón phân cân đối, sử dụng chế phẩm vườn sinh thái thì cái lá nó xanh đều và bắp nó chắc, cho nên người nông dân họ đi chăm bón thì họ thấy an toàn với họ, và khi bán sản phẩm ra chúng tôi cũng yên tâm và chúng tôi cũng khuyến cáo làm như thế nào có được nhiều cái sản phẩm sạch để bảo vệ cái sức khỏe người tiêu dùng. Gia đình ông Lê Văn Bốn là một trong những hộ gia đình nông dân đã thấy rõ nhất những hiệu quả kinh tế khi sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái trên những ruộng bắp cải của nhà mình. Diện tích trồng cải bắp của nhà ông khoảng 1.000 m², và theo ông thì tất cả diện tích trồng rau qua các mùa vụ trong năm đều được ông sử dụng vườn sinh thái do những ưu điểm như sau. Từ khi chúng tôi sử dụng sinh thái thì chúng tôi thấy được có các ưu điểm như này. Cái thứ nhất đó là thân thiện với môi trường. Tức là sau khi mình bơm xong là mình vẫn cứ sử dụng bình thường. Vẫn cứ có thể là sản phẩm có thể bán ra ngay tại chỗ được. Là cái thứ nhất. Vấn đề thứ hai tức là cái giảm được cái chi phí đầu vào. Tức là phân là phải giảm 20% các loại phân vô cơ. Còn thời gian sinh trưởng thì giảm được 10 đến 12 ngày so với các cái phát triển bình thường. Ví dụ như cái cải bắp này, chúng tôi sử dụng, nếu như mà bình thường sử dụng thì nó là phải là 3 tháng, tức là 90 ngày, kể từ khi gieo. Nhưng khi mà chúng tôi sử dụng cái sinh thái này chỉ đảm bảo như vậy là hết như vậy là chỉ có 80 ngày hoặc là 78 ngày. Sau cái thời điểm đó thì thu hoạch được. Mà sản phẩm khi thu hoạch thì cái thứ nhất là khi mà mình bơm xong đó là khi bình thường thì cây mà chuẩn bị thu hoạch là nó cái lá nó vàng mà nó mỏng lá. Nhưng cái loại này khi mình thu hoạch thì lá vẫn xanh rì, xanh mà dày, giòn. Cho nên cái bảo đảm cái chất lượng chắc, bắp chắc mà trắng so với các loại bình thường thì nó hơn hẳn. Hiện nay, vấn đề sản xuất rau an toàn đang là một hướng đi tất yếu trong thời gian tới. Việc sử dụng những chế phẩm sạch và thân thiện với môi trường là điều kiện bắt buộc nếu như bà con ta muốn sản xuất một cách có hiệu quả và bền vững. Tuy nhiên hiện nay, giá thành của nhiều loại chế phẩm vẫn còn quá đắt nên khó có thể đến được với bà con nông dân. Và nếu có đến được thì giá thành sản phẩm sẽ đẩy lên rất cao nên sẽ khó khăn cho đầu ra của bà con. Từ khi sử dụng vườn sinh thái, ông Bốn đã có những tính toán như sau về bài toán kinh tế của những cây bắp cải nhà mình. Chi phí thì một lọ như vậy là ở đây là các đại lý bán là 155.000. Thế thì đầu tiên nhìn là đắt. Bởi vì là một lọ nhỏ nhỏ thế mà người ta nói 155.000 thì ai cũng ngạc nhiên. Nhưng khi quá trình sử dụng là lại thấy cái giá thành nó rẻ. Là bởi vì 155.000 chia cho 20 bình thì mỗi bình như vậy là có 7.800. Mà chúng tôi dùng chế phẩm khác là 15.000 một bình, tức là gần tăng gấp đôi. Do vậy mà nhìn vô lọ là đắt, nhưng khi sử dụng là rẻ ở chỗ đó, là bởi vì chia hắn được 20 bình, tức là mỗi bình có 50cc.
Một vấn đề nữa trong sản xuất rau an toàn hiện nay đối với bà con đó là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như các loại chế phẩm sinh học cần phải đúng cách, đúng liều lượng và đúng phương pháp. Hiện nay, phần lớn thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường là thuốc hóa học nên thường gây nên sức khỏe không tốt cho người sử dụng, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng của rau cũng như sức khỏe của người tiêu dùng nếu như không đủ thời gian cách ly cần thiết. Vì vậy, việc sử dụng những chế phẩm sạch, hiệu quả và thân thiện với môi trường là một hướng đi mới cần được mở rộng trong sản xuất. Khi làm với cái này là không cần bảo hộ lao động, mà chỉ có mặc bình thường như thế, như ở nhà thế thôi. Còn nếu như mà sử dụng vào bảo vệ thực vật và các chế phẩm như vậy là kích thích khác thì chúng tôi phải dùng bảo hộ lao động, bởi vì nó không thân, nó có độc hại. Đối với cái bắp cải này, sau khi mà cấy xong khoảng 10 đến 15 ngày, 10 ngày thì khi cây hồi xanh, tức là bén rễ, thì chúng tôi cho ăn đạm lần một, sau đó là bắt đầu phun chế phẩm. Phun chế phẩm thì phun đều, cứ pha một bình như vậy là 5cc, đi đều một lúc nhưng mà đi nhanh, chứ không phải đi đậm, đi nhanh lướt qua một cái. Như vậy là một, ví dụ như cái xào này, hai cái mảnh này, mà đi bình thường là phải hết 4 bình, nhưng đi cái chế phẩm này chỉ hết 2 bình, bởi vì chúng tôi đi nhanh gấp đôi mà, đi nhanh chỉ đi phớt qua thôi, chứ không đi nhặt như kiểu ấy. Cho nên là khi đi xong qua một lần thì sau 12 ngày sau lại tiếp tục sử dụng tiếp. Như cái này thì định kỳ chúng tôi 12 ngày một bơm lần, bơm đến khi mà chuẩn bị thu hoạch thì thôi. Cho nên là lá của nó khi mua hẳn giữ xanh như thế. Thì cái này thì tôi khi sau khi bơm cái này thì chúng tôi giảm lượng đạm. Nói chung là khi mà mình chưa dùng và dùng cái này thì nó tăng khoảng đến 15-20% so với khi mình sử dụng cái loại khác. Đối với rau ăn lá, bà con có thể sử dụng như sau. Bà con sử dụng 5ml chế phẩm vườn sinh thái pha với 20 lít nước. Định kỳ phun từ 5 đến 6 lần trong chu kỳ sinh trưởng của rau.